Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một cái món bánh bò xốp nè. Bánh này thì mình thích hợp làm để mình cúng thanh minh ha. Bánh thì xốp ngon, bông mềm. Một công thức đơn giản chỉ với men khô, ăn cùng với nước cốt dừa. Mời các bạn cùng xem. Để làm bánh thì mình chuẩn bị bột gạo 300g. Mình dùng cái loại bột gạo lọc á, 3 chữ A cho nó ngon ha. Có những cái hạt vậy nè thì cái bánh của mình nó trắng. 150g đường, tương đương nửa chén đường cát. Phần này là bánh nó ngọt, các bạn có thể giảm lại. Tí xíu muối cho cái bánh nó đậm đà. Men thì mình sẽ dùng 4g, tương đương là 1,5 muỗng cà phê. 180ml nước cốt dừa. 150ml nước ấm. Trước hết thì các bạn sẽ đi ủ men trước, nước phải ấm. Mình sẽ lường nè, một muỗng cà phê vậy là tương đương khoảng 3g. Thì mình dùng 1,5 muỗng, nếu cân chính xác là 4g men. Các bạn đừng có cho nhiều quá, cái bánh nó cũng bị chua. Men ngọt thì mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê đường. Tại vì men này nó hoạt động trong môi trường nước ấm và ngọt. Khuấy đều rồi mình để sang một bên cho nó nở. Tiếp theo thì mình cho hết đường vô trong cái chảo nè. Tí xíu muối. Cho hết 180ml nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa này mình ép ra mình cho vô tủ lạnh á, nên nó hơi đông. Các bạn khuấy sơ rồi mình sẽ cho lên bếp. Mình nấu cho đường nó tan. Bật với bếp nhỏ. Các bạn đừng có nấu lớn quá và mình khuấy từ từ cho đường nó tan. Không cần phải sôi. Khi mà thấy đường nó tan hoàn toàn vậy là được nè. Các bạn không cần sôi nha, mình tắt bếp. Bây giờ mình đi pha bột cho hết 300g bột gạo vô cái thau là tương đương 2 chén á. Nếu các bạn không tìm được bột gạo này thì mình dùng bột gạo mịn ha. Rồi mình sẽ cho men vô. Men mà các bạn thấy nó nổi lên trên mặt vậy nè là men còn hoạt động. Đối với cái men này mình không cần ủ trước cũng được nữa. Nhưng mà tại vì mình muốn làm cho các bạn cùng xem coi cái men nó còn hoạt động hay không đó. Rồi mình cho vô bột mình bóp. Các bạn bóp sơ sơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần nước đường, nước cốt dừa mình cho vô. Các bạn nhớ là nó chỉ ấm tay. Không được nóng quá là men nó sẽ bị chết. Và nếu các bạn lỡ làm nóng quá thì mình phải chờ cho nó nguội bớt nha. Rồi mình hãy cho vô bột và bóp. Bóp sơ vậy á là để cho cái bột của mình nó nhanh tan. Rồi mình cho vô từ từ, tiếp tục mình sẽ bóp và mình nhồi. Chứ các bạn đổ vô một lần á thì nó khó tan lắm. Xong rồi nè các bạn, bây giờ mình thấy nó tan đều rồi nè. Các bạn không cần nhồi quá nha. Mình thấy cái bột nó đều vậy là được. Nếu mà nhồi quá nó sẽ ra cái bánh bò rễ tre. Mình sẽ dùng thêm bột nở. Các bạn không có thì thôi nha, phần này không bắt buộc. Mình cho vào đây một muỗng cà phê để tăng thêm cái độ nở xốp cho bánh. Rồi mình trộn đều. Nếu không có thì bánh vẫn nở ngon nha. Trộn thì thấy nó hơi lợn cợn, mình sẽ rây lại. Rây để bảo đảm cho bột nó mịn và bột nở nó tan đều. Vậy là được rồi đó. Mình đổ ngược trở lại cái thau để mình dễ ủ ha. Phần bột của mình nó sẽ có cái dạng hơi sệt, không có lỏng. Rồi các bạn đậy nó lại và mình sẽ ủ bột. Đối với cái men mình chỉ cần ủ khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Các bạn có thể phơi nắng cho nó nhanh dậy bột. Khi mà bột nó đạt thì mình thoa dầu ăn vô những cái khuôn nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi mình đem đi hấp. Đây cái thau bột của mình nè các bạn, 1 tiếng rưỡi thôi. Rồi nó căng cái màng bọc luôn nè, nó phình ra. Cái hơi gà nó lên đó các bạn. Cái hơi men á, nó lên đó. Đó các bạn nhìn thấy bột mà nó nổi nhiều bong bóng bọt như vậy là được á.
mình sẽ gót qua bên cái ca cho nó có cái mỏ nhọn dễ hấp. Khi mà cái khuôn nó nóng, mình sẽ dở nó ra và nước phải sôi, mình mới cho bột vô, gót vô. Nếu các bạn thích cái bánh nó hơi ít đó, thì mình chỉ cần gót nửa khuôn thôi. Mình gót đầy khuôn luôn nên nó không có được nhiều khuôn. Đậy nắp lại. Mình sẽ hấp với lửa lớn 15 phút. Đúng 15 phút, bánh đã chín. Wow, thơm nước cốt dừa lắm luôn các bạn. Thơm cái mùi men bánh bò nữa. Cái bánh nó nở nè, nó nở bông lên luôn á. Mình đã lấy bánh ra khỏi khuôn nè. Và các bạn chờ cho nó nguội. Khi bánh nó nguội á, thì các bạn mới lấy bánh ra được nha. Đây, những cái bánh của mình rất là ngon ha, nó nở nè. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Bánh này á, nếu các bạn dùng chanh á, mình gập chữ thập lên trên cái mặt bánh thì bánh nó sẽ nở bung cánh. Mà đối với cái bánh bò xốp thì mình không thích nó nở bung cánh, mình thích nó nở lên vậy á, nhìn nó mới ngon. Bánh này mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa. Nếu các bạn không thích nước cốt dừa thì khỏi cần thắng ha. Tại vì trong bột bánh vẫn có nước cốt dừa, ăn cũng béo ngon rồi. Cái bánh của mình siêu mềm, siêu xốp luôn. Bây giờ mình sẽ mở bánh ra cho các bạn cùng xem nè. Đó, các bạn thấy bên trong bánh không? Xốp, mềm, nở. Ngon lắm luôn á. Bên ngoài thì láng mịn nè, không có bị chai nha. Chấm thêm nước cốt dừa nữa. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh bò nó ngon, nó béo nè, và nó thơm nữa. Cái bánh đó các bạn mình ăn vô nó xốp cái miệng, ngon lắm luôn á. Đó, các bạn thấy cái độ ngon không? Độ mềm của bánh ha. Bánh này các bạn đổ ít á thì mình thấy nó xốp nhiều, ngon hơn là mình đổ cao lên á. Và mình ăn không cũng ngon nha, không cần chấm nước cốt dừa, tại vì mình có pha nước cốt dừa trong bột á, và độ ngọt cũng dừa nữa. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Mình chúc các bạn có một món bánh bò xốp ngon thơm đơn giản với công thức này, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình. Và các bạn nhớ chia sẻ những video của mình nữa nha, để kênh của mình phát triển hơn. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.